NAB là triển lãm lớn nhất thế giới về thiết bị, phần mềm và giải pháp trong các lĩnh vực phát thanh truyền hình, truyền thông, viễn thông, công nghệ thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, dịch vụ giá trị gia tăng. Triển lãm là sự kiện được mong đợi nhất trong năm của ngành truyền thông kỹ thuật số, bao gồm các lĩnh vực sản xuất phim giải trí cũng như phát triển quản lý và cung cấp nội dung trên tất cả các phương tiện truyền thông. NAB 2014 đã có sự tham gia của 1.500 công ty trưng bày và hơn 90.000 khách tham dự đến từ 150 quốc gia trên toàn thế giới. Tham dự NAB 2014 là một cơ hội tốt để các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với những sản phẩm và công nghệ tiên tiến, cũng như gặp gỡ các đối tác cung cấp tiềm năng của Hoa Kỳ trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, truyền thông, viễn thông và công nghệ thông tin.